Như vậy là chúng ta đã kết thúc chặng 12 mùa giải MotoGP năm nay. Chặng đua diễn ra ở Misano, gọi tên là San Marino GP. Đây là một sân đua mà chúng ta thấy là được xem là sân nhà của rất nhiều các đội đua. Chẳng hạn như Yamaha cũng xem là sân nhà, Ducati cũng xem là sân nhà, Aprilia cũng xem là sân nhà. Nhưng mà thực sự là chúng ta có quá ít điều để nói về chặng đua này. Những cái gì mà đáng nói thì cũng đã nói rồi các bạn. Từ tuần này đến tuần khác thì lúc nào chúng ta cũng chứng kiến một tay đua, hai tay đua hoặc là ba tay đua của Ducati đứng ở trên bục trao giải. Sự thắng thế của Ducati trong hai mùa gần đây là điều hoàn toàn dễ hiểu khi mà họ có số lượng tay đua nhiều nhất ở trên MotoGP, cũng như là có được một chiếc xe cực kỳ cạnh tranh. Và các bạn cũng biết là Ducati họ cũng không mặn mà với chuyện chạy Misano Test đã diễn ra vào ngày hôm qua. Chúng ta chỉ có Honda, Yamaha, KTM, Aprilia, nhưng mà Aprilia thì cũng không có nhiều việc để test lắm. Và Ducati thì chỉ có vài tay đua gọi là không có máu mặt chạy chiếc Desmo GP thôi. Còn lại những tay đua chính của họ, chẳng hạn như Bagnaia thì bị chấn thương nè, Andrea Bastianini cũng bị chấn thương nè. Rồi những tay đua quan trọng chẳng hạn như là Zarco hay là Martin này kia thì cũng không có chạy test, theo mình biết là như vậy. Cho nên là chúng ta thấy là Ducati rất tự tin ở chiếc xe của mình cũng như là số nhân sự mà họ đang có. Trong tay của họ có những tay đua trẻ, sung sức, tài năng. Kiệt xuất thì chưa nói, nhưng mà thực sự là trẻ này, sung sức này, tài năng này. Và họ có một chiếc xe để chơi, thực sự là như vậy, để play with the bike. Khi mà chúng ta chơi với chiếc xe thì chúng ta sẽ có nhiều cảm xúc hơn, chúng ta có được những gọi là những insights từ chiếc xe nhiều hơn, gọi là giống như là những gì mà chúng ta khám phá được ở chiếc xe cũng như là khám phá ở bản thân mình đó. Thì đó là câu chuyện mà chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại từ tuần này đến tuần khác, cũng giống như là mùa 2019 đó, khi mà chúng ta nhắc về Marc Marquez trong suốt mùa giải đó. Đó là một tay đua thôi, còn mùa giải từ năm ngoái cho đến năm nay, đặc biệt là nửa sau mùa giải năm ngoái cho đến vào thời điểm này á, của mùa giải năm nay á, thì chúng ta chỉ nói một câu chuyện, hoặc là nói phần lớn câu chuyện là về Ducati. Chúng ta thấy là ở chặng đua Sprint Race có ba tay đua là Martin này, Bezzecchi và Bagnaia. Ba tay đua này đứng trên bục trao giải, trao huy chương. Và đến chặng đua chính ngày Chủ nhật á, thì chúng ta thấy cũng ba tay đua này đứng ở trên bục trao cúp. Thì chúng ta thấy là đó là một cái điều khá là dễ hiểu thôi. Và sân đua Misano cũng là một sân đua đã quá quen thuộc với những tay đua của Ducati, đặc biệt là lò VR46 Academy. Nhưng mà Jorge Martin thực sự là trong một ngày thi đấu hết sức là xuất sắc, đã chặn được sự quen thuộc cũng như là chặn được, rút ngắn được phần nào số điểm với Francesco Bagnaia và phần nào gia tăng được một chút khoảng cách với Marco Bezzecchi. Hiện tại khoảng cách giữa Bagnaia và Martin hình như là chỉ còn 36 điểm thôi các bạn. Thì 36 điểm mà chúng ta còn 8 vòng nữa phải không? Thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. 8 chặng đua nữa thì chuyện gì cũng có thể xảy ra thôi các bạn. Do đó là thực sự mình dành lời khen cho Francesco Bagnaia. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà không chấp nhận rủi ro và quyết định là nghỉ chặng Misano để bình phục chấn thương á, đặc biệt là chấn thương chân á, thì có lẽ là khoảng cách bây giờ sẽ được rút ngắn còn khoảng 13 điểm thôi. Tại vì lúc mà ở chặng đua trước á, ở Barcelona thì khoảng cách là 50 điểm. Nhưng mà nếu mà Martin giành chiến thắng 2 cuộc đua ở San Marino là giành được tổng cộng 37 điểm, như vậy là chỉ còn có 13 điểm thôi. Lúc đó thì câu chuyện nó hoàn toàn khác nha các bạn. Bagnaia đã cắn răng, đã dùng thuốc giảm đau cộng với adrenaline, tức là khi mà chúng ta cảm thấy hồi hộp, chúng ta cảm thấy chuẩn bị cho một cái gì đó quan trọng á, thì dường như là chúng ta quên đi tất cả những sự đau đớn mà chúng ta đang có ở trên cơ thể. Thì Bagnaia cũng như vậy, dùng thuốc giảm đau và tập trung hết sức vào chặng đua. Do đó là cũng đã giảm đi phần nào thiệt hại, gọi là damage limitation đó các bạn, giảm đi phần nào thiệt hại
về tay Jorge Martin. Nếu mà để mà Jorge Martin rút ngắn khoảng cách chỉ còn 13 điểm thì câu chuyện nó sẽ rất khác ha. Marco Bezzecchi cũng xứng đáng nhận được lời khen. Tại vì sao? Tại vì thực sự là sau va va chạm ở Barcelona thì tay nó đau lắm các bạn, đặc biệt là ngón tay bên bên cái bàn tay bên trái này đau không chịu được luôn, thì cũng phải dùng thuốc giảm đau thôi và cũng cũng sử dụng adrenaline kiểu như là cái sự tập trung của mình á để mà thi đấu ở chặng đua trên sân nhà, vì tất nhiên là không ai muốn bỏ lỡ một chặng đua ở trên sân nhà cả, đặc biệt là những tay đua người Ý không các bạn. Một sân đua rất đẹp, có sự cổ vũ của hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn khán giả như thế, cộng với việc là cái sân đua này là một sân đua vô cùng quen thuộc và nó rất gần nhà, cho nên là không ai muốn bỏ lỡ một chặng đua đặc biệt như thế cả. Rồi, đó là sơ lược một tí ha. Jorge Martin thì đã có một tuần thi đấu cực kỳ xuất sắc, giành pole nè, rồi phá kỷ lục trường đua này, rồi chiến thắng sprint race này, rồi chiến thắng cuộc đua chính này. Nhưng mà sau khi kết thúc cuộc đua chính ngày chủ nhật, có khi mà trả lời phỏng vấn á, thì Jorge Martin có nói là tôi rất là vui nhưng mà đó không phải là trách nhiệm của tôi khi mà giành chức vô địch. Tôi muốn giành chức vô địch với tư cách là một tay đua của nhà máy, gọi là factory rider đó các bạn, chứ không phải là một tay đua vệ tinh như thế này. Thì đó cũng là một lời oán trách dễ thương dành cho Ducati khi mà chọn Enea Bastianini. Còn Bastianini có lẽ là tay đua chắc chắn luôn luôn các bạn, là tay đua kém may mắn nhất trong mùa giải năm nay, khi mà hết va chạm từ đầu mùa giải đến bây giờ phải nói là nghỉ quá trời quá đất luôn. Rất may mắn là Ducati vẫn cho Bastianini thêm một cơ hội nữa là gia hạn hợp đồng cho đến sang năm, không phải là gia hạn hợp đồng mà tiếp tục hợp đồng cho đến hết mùa giải sang năm. Có nghĩa là Bastianini vẫn còn cơ hội. Nhưng mà các bạn cũng thấy là MotoGP thay đổi liên tục ha. Chỉ nghĩ mấy vòng đua thôi mà đã cảm thấy là mọi thứ thay đổi nhanh quá, rất khó bắt kịp với sự phát triển của chiếc xe cũng như là tốc độ của các tay đua khác. Có nghĩa là các tay đua phải tập luyện liên tục này, chạy đua liên tục này, làm mọi thứ liên tục để giữ cơ thể khỏe mạnh cũng như là giữ cái cảm giác tốc độ. Jorge Martin thi đấu phải nói là rất cảm xúc ha. Một tay đua mà chúng ta thấy là càng ngày càng già dặn hơn, đôi khi hơi ngáo một tí, nhưng mà thực sự là trong một ngày như là ở Misano, trong thứ bảy chủ nhật này kia ở Misano, thì thực sự là Jorge Martin rất khó để bị đánh bại. Đó đó là một tay đua mà chúng ta có thể là nói sao ta, kiểu như là một tay đua sẽ bùng cháy ở một số thời điểm nào đó của mùa giải, nhưng mà để thực sự là giành chức vô địch hay là để thực sự là đi đường dài á, thì Martin cần phải ổn định hơn. Tất nhiên là chúng ta không thể nào giành chức vô địch trong một chặng đua hay hai chặng đua được, mà chức vô địch MotoGP là một cuộc đua marathon. Do đó là nếu mà chúng ta không win được á, thì chúng ta cứ như là Francesco Bagnaia cố gắng đứng thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó cũng được. Và Martin dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phải dành lời khen cho tay đua người Tây Ban Nha ha. Một cái điều mà mình không biết các bạn có để ý hay không á, đó là mùa giải, không phải chặng đua này á, các tay đua đã có thành tích nhanh hơn rất là nhiều so với mùa giải năm ngoái cũng ở sân đua này luôn. Có nghĩa là càng ngày các tay đua chạy càng nhanh. Nhưng mà các bạn cũng nhận thấy á, là các bạn cũng nhận thấy là những cuộc đua á, bây giờ cái chuyện vượt nhau càng ngày càng khó khăn hơn, càng ngày càng khó khăn hơn. Đó, thứ có ba yếu tố các bạn, có ba yếu tố ha. Yếu tố thứ nhất á, là khí động học. Yếu tố thứ hai á, là thiết bị điều chỉnh độ cao. Và yếu tố thứ ba á, là lốp Michelin, đặc biệt là vụ mà áp suất lốp đó các bạn, tức là không có được dưới một mức nào đó. Do đó làm cho các tay đua rất là nhát khi mà họ canh áp suất lốp của mình, cũng như là phải vượt các cái tay đua khác, họ không muốn đẩy cái nhiệt độ hoặc là cái áp suất của cái lốp mình lên quá cao. Và đó là và khi mà lên cao như vậy thì thực sự rất là khó kiểm soát. Do đó là các bạn thấy ở trong chặng đua á, thực sự là ngoài cái chuyện mà Bagnaia và Bezzecchi và Martin truy đuổi nhau ở khoảng mấy vòng đầu á, thì sau đó chúng ta không còn những cái pha combat
như là ở Barcelona nữa. Đó là câu chuyện của cuộc đua. Và một điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn đó là sự trở lại của Dani Pedrosa. Thực sự Dani Pedrosa đã làm chúng ta nghĩ về những ngày xưa rất nhiều, nghĩ về những ngày xưa rất nhiều. Một tay đua mà đã có chặng đua cuối cùng cách đây là chặng đua chính thức á. Chính thức nha các bạn, là 2017, giải nghệ 2017 hay 18 gì đó. 17 phải không các bạn? 17 hay 18 ta? Mình không nhớ chính xác, khoảng 17, 18 ha, mình không nhớ chính xác. Nhưng mà các bạn thấy là trong suốt practice này, rồi phân hạng này, rồi đua sprint này, rồi đua chính á, thì các bạn thấy Dani Pedrosa thi đấu rất cảm xúc và giống như là một niềm vui gì đó dành cho khán giả khi mà chặng đua không có được một pha vượt nào mà gọi là hấp dẫn thực sự. Có những lúc Dani Pedrosa đã rất sát với Francesco Bagnaia rồi, nhưng mà có hai điều ở đây mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là điều đầu tiên á, Bagnaia là một tay đua chạy rất tốt trong việc phòng thủ. Phòng thủ ở đây không phải là tiêu cực đâu các bạn, nhưng mà các bạn thấy là khi mà chúng ta không thể nào vượt tay đua ở phía trước á, thì chúng ta cũng không nên để tay đua ở phía sau vượt qua mình. Và Bagnaia thực sự là tiến bộ rất là nhiều ở cái chuyện chạy defensive, chạy phòng thủ như thế, đặc biệt là trước những đối thủ cực mạnh đó. Và đó là một điểm cộng, ngoài cái chuyện mà tốc độ trời cho này kia rồi á, thì chạy phòng thủ cũng là một chiến thuật rất là tốt để chúng ta duy trì giữ được cái vị trí của mình. Và Bagnaia thực sự là một người thắng rất giỏi, cực giỏi, đặc biệt là mùa giải này á, cái chuyện mà breaking của Bagnaia rất rất hay các bạn. Và Bagnaia sau khi mà nghiên cứu dữ liệu rồi các nhà kỹ sư của Ducati phân tích này kia đó, bắt đầu ra tập đúng không? Tập làm sao phải thắng, thắng như này, thắng như này đó, rất giỏi cái chuyện đó. Và các bạn thấy là Bagnaia bị Dani Pedrosa dí rất sát, nhưng mà vẫn không thể nào vượt được, Dani vẫn không thể nào vượt được tay đua Nghĩ. Đó là chuyện tài năng ha, và tập luyện. Câu chuyện thứ hai mà mình muốn nói với các bạn á, là Dani Pedrosa hiểu được vai trò của mình ở chặng đua. Đó là một điều mà chúng ta nên dành nhiều tràng vỗ tay cho tay đua kỳ cựu người Tây Ban Nha. Bagnaia đến chặng đua với tư cách là tay đua đặc cách, có nghĩa là đi test xe cho KTM thôi. Có nghĩa là Dani á, muốn thấy được chiếc RC16 ở trong chặng đua đó nó phản ứng như thế nào, nó hoạt động như thế nào, chứ không phải là tới đó để giành thứ hạng cao, podium này kia. Và Bagnaia cũng biết là Dani Pedrosa cũng biết là Bagnaia là tay đua đang cạnh tranh trước vô địch và tay đua đang gặp chấn thương khá nặng ở chân. Do đó là cái việc mà tấn công Bagnaia ở những vòng đua cuối cùng á, thì nếu mà có cơ hội, một cái cơ hội thực sự rõ ràng gọi là clean opportunity này kia, thì Dani sẽ cân nhắc là vượt hay không. Nhưng mà thực sự là Bagnaia chạy quá hay cho nên là Dani cũng không có cơ hội nào để thực hiện suy nghĩ đó. Nhưng mà Bagnaia rất là Pedrosa, chúng ta khen tay đua người Tây Ban Nha là như vậy, thực sự rất là hay các bạn, rất là hay. Một điều nữa giải thích cho cái chuyện mà Dani Pedrosa chạy hay á, tại vì Dani đã chạy ở Misano nhiều rồi, tức là đưa chiếc RC16 test ở đây cũng cũng khá nhiều rồi. Và yếu tố thứ hai á là KTM RC16 á, là một chiếc xe càng ngày càng tốt, nó competitive, có nghĩa là nó có sức cạnh tranh với những chiếc xe khác. Và tất nhiên yếu tố cuối cùng, Dani Pedrosa là một tay đua cực kỳ tài năng. Đôi khi mà xem Dani Pedrosa, mình cứ nghĩ là giá như một ngày mà những tay đua mà chúng ta đã lớn lên, chẳng hạn như là Rossi, Lorenzo, Casey Stoner, Dani rồi đó các bạn, cùng nhau làm một cuộc đua này kia để xem thế nào. Đua xe thương mại thôi, chúng không cần phải đua xe GP đâu. Đó, các bạn thấy là câu chuyện chỉ là như vậy ha. Và câu chuyện mà chúng ta nói đi nói lại rất là nhiều ở ở San Marino GP, đó là câu chuyện Marquez đi hay ở. Đó là câu chuyện thu hút được rất rất nhiều sự chú ý.
Thực sự luôn, và có nhiều post trên mạng xã hội của Marquez cũng đầy ẩn ý, cũng như là các nhà báo paparazzi này kia cũng bắt được những hình ảnh mà người của Marc Marquez ở gara của Gresini kiểu vậy. Thì đó là những tín hiệu mà chúng ta cũng không biết như thế nào. Và đến thời điểm này, vào lúc 20 giờ 35 phút ngày 12 tháng 9 2023, Marc Marquez cũng chưa biết là đi hay ở, và mình cập nhật cái chuyện này liên tục luôn các bạn. Và mình cũng không biết là Marc Marquez đi hay ở với Honda sau cái buổi test Misano á. Thì Marquez nói là chiếc xe nó vẫn y như vậy thôi, vẫn là một cái vấn đề cực kỳ đau đớn từ bấy lâu nay, đó là vấn đề độ bám bên sau, và Honda vẫn chưa giải quyết được chuyện đó. Và chúng ta chờ xem, Marquez nói là chúng ta chờ xem là từ đến Ấn Độ hoặc là Sepang gì đó thì Marquez sẽ nói rõ hơn về tương lai của mình, còn bây giờ thì thực sự rất là khó. Nhưng mà chiều nay á thì Repsol Honda có đăng một tin là hẹn gặp vào lúc 14 giờ CET gì đó, mình không biết 14 giờ CET là bao 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 nhiêu tờ bao nhiêu giờ ha. 14 giờ CET là ngày tức là 19 giờ hả? 19 giờ hôm nay giờ 8 giờ rồi European time. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó là để sau ha các bạn. Marquez nếu mà đi hay ở thì chúng ta cũng sẽ sớm biết được thôi. Rồi, đó là những điều mà chúng ta có thể rút ra được từ chặng đua San Marino GP, một chặng đua khá bình lặng với một lần nữa với sự thống trị của những chiếc xe Ducati và sự xuất sắc của Dani Pedrosa, cùng với đó là những drama cũng như là những tin đồn liên quan đến Honda và Marc Marquez đi hay ở, gắn bó hay là chia tay. Rồi, chỉ có nhiêu đó chia sẻ với các bạn. Ngày mai thì mình sẽ cố gắng làm thêm về Misano Test. Có thể đây là một trong những buổi test quan trọng nhất trong lịch sử, tại vì nó quyết định rất nhiều thứ các bạn. Liệu hai hãng xe Nhật Bản có giữ được các tay đua của mình hay không, phát triển chiếc xe của họ như thế nào, rồi các hãng xe khác test cái gì. Chẳng hạn như là KTM họ đã test bộ khung sườn carbon đó. Và chúng ta có rất là nhiều thứ để chia sẻ cùng nhau vào video ngày mai. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Bye bye.